Xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn đã quyết định khởi hành tới xứ sở cờ hoa thì việc đầu tiên các bạn cần phải chinh phục đấy chính là việc phải xin visa Mỹ. Khi mà không phải ai cũng biết được tất cả các thủ tục hay là có thời gian để hoàn thành tất cả những thủ tục đó. Nhất là nước Mỹ lại là một trong những nước có quy trình xét cấp visa khắt khe nhất thế giới. Nhất là đối với những bạn mà du lịch tự túc. Nhưng mà đừng lo lắng, đến với việc green visa với kinh nghiệm đã làm hơn 1.000 lượt visa đi nước Mỹ thì chúng mình tự tin sẽ đem đến cho các bạn những dịch vụ tốt nhất với giá cả vô cùng hợp lý. Các bạn thấy ở đây đấy chính là 5 chiếc visa nước Mỹ mà việc green visa chúng mình vừa tiếp nhận thành công từ 5 vị khách. 5 vị khách này đã tham khảo và sử dụng dịch vụ làm visa ở bên mình. Chỉ trong một thời gian ngắn thì 5 vị khách này đã có được chiếc vé thông hành sang nước Mỹ. Vì vậy, nếu các bạn có nhu cầu sang nước Mỹ để kinh doanh, du lịch hay là thăm bạn bè người thân, hãy liên hệ ngay từ số hotline 0837333335. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình thân thiện, các thủ tục thì đơn giản nhanh chóng và giá cả phải chăng, mình tin chắc rằng các bạn sẽ nhận được những kết quả như ý muốn. Việc green visa xin gì được đấy.